Xin chào tất cả các bạn nhá. Thì mình là Khánh đây. Thì hôm nay mình là tiếp tục làm video cho các bạn xem đây. Thì hôm nay mình làm về một chủ đề là cách nhận biết bồ câu Titan Thái hay là các loại bồ câu khác á, nó sắp đi đẻ nó như thế nào. Thì các bạn khi mà đi mua giống á, có thể nhìn được chim nó sắp đẻ thì mình mua chim giống nó được tốt hơn. Thì đây, bây giờ mình cho các bạn xem luôn. Đây này, cái cặp này nó sắp đẻ rồi này. Nếu các bạn thấy thì thấy con mái không? Nó nằm xuống này. Cái cắn nó sệ xuống đó. Nó chuẩn bị đi đẻ đó. Nó đẻ một quả ở trên rổ đó các bạn. Chim thì cứ cắt 2 ngày là nó đẻ một lần. Thì bây giờ cái quả trứng này nó đẻ được 2 ngày rồi. Thì bây giờ con này nó chuẩn bị đi đẻ lại này. Cái cắn nó sệ xuống mà nó cứ sệ hẳn xuống đất luôn. Vậy là trong ngày hôm nay là nó sẽ đẻ lần nữa hả anh? Đúng rồi. Thì chim thường thường nó đẻ từ 4 giờ chiều đến 6 rưỡi. Từ cái giờ đấy là chim nó đi đẻ nhiều. À, vậy là đối với những cái con mà nó sẻ cánh xuống là nó đã đẻ một quả trứng rồi. Còn đối với những cái con mà nó trưởng thành á thì mình làm sao mình biết nó sắp đẻ ha? Tại vì rất là nhiều người họ đi mua bồ câu á thì họ cũng rất là thắc mắc về cái việc mà không biết là bồ câu này đã trưởng thành hay chưa, hoặc là bồ câu này là bồ câu non, hoặc là bồ câu này là bồ câu già đó. Thì bây giờ là mình có thể bắt một cái cặp nào đó nó vẫn còn mà sắp vào đẻ, chứ chưa đẻ nha, sắp vào đẻ cho mọi người xem được không? Để mình lấy một cặp nó chuẩn bị đi đẻ cho bạn xem luôn. Cái chim này thì nó được khoảng 5 tháng tuổi, 5 đến 6 tháng nữa. Đấy, các bạn để ý này, cái cườm của nó ngắn hết rồi này. Nó tím với màu xanh đó, nó ngắn hết lên. À, vậy là mình sẽ nhìn vào cái màu sắc của cái cườm. Đúng rồi, cái màu cườm này nè, chim nó già rồi đó. À, vậy là cái cườm này hả? Đúng rồi, cái cườm này nè. Màu nhìn nó óng ánh, nó đẹp quá ha. Với lại cái thứ hai á, mình nhìn cái nhân chung của nó. Đây này, cái nhân chung nó chuyển qua màu trắng như thế này là chim nó chuẩn bị đi đẻ rồi đó. Ồ, cũng mình cũng để ý là có nhiều con là nó bị chóc vẫy lên á, là những cái con đó là sao nhỉ? Mấy cái con đấy nó gọi là chim nó trắng hết rồi, xong rồi nó trắng xong rồi bị chóc vẫy lên á, là cái chim này chim già rồi. Thì mình về mình để nó không có năng suất. Cái thứ hai là bạn nhìn ở dưới chân nó này, cái này còn hồng là mới này. Còn con nào á mà nó trắng bật ra như mồ vôi ấy là chim nó già rồi nha các bạn. Thế các bạn để ý này, khi đi mua chim thì nhiều người ta lừa, cứ bảo cái chim già hết đẻ được rồi người ta bán cho mình á, bán với giá rẻ thôi, nhưng mà cái chim nó thì nó gọi là chim thải rồi, giờ chỉ bắt về thịt thôi chứ nó đẻ không được bao nhiêu nữa. À, giờ lấy cặp này là chuẩn bị vào đẻ, chưa đẻ đúng không? Cái chuẩn bị vào đẻ đó, chim này nó được 5 tháng tuổi rồi là bắt đầu chuẩn bị đi đẻ luôn. Còn cái cặp nào mà nó non hơn một chút không anh hả? Cặp non hơn. Cái cặp này thì nó đẻ được, bây giờ mới đẻ lứa đầu thì các bạn. À, đẻ lứa đầu tiên luôn. Đúng rồi, cái cặp này thì nó đẻ lứa đầu tiên các bạn. Nó nhìn chân chung nó thì nó không trắng mấy này, nó hơi trắng rồi. Còn cườm nó này bắt đầu chuyển qua màu xanh tím á, không ánh hết. Còn bên về góc chân thì nó màu hồng hết này. Là chim này chim mới các bạn. Rồi để mình lấy một cái cặp chim già các bạn xem luôn. Chim này là gọi là chim trà nhé các bạn. Chim này thì mình cũng sắp thải rồi. Cái nhân chung nó trắng lắm. Nó bị chóc lên luôn rồi. Con này đẻ thì không được hiệu quả nữa. Bây giờ là mình đã khai thác hết trứng của nó rồi đúng không? Đúng rồi, cái chim này là chuẩn bị thịt luôn. À, là mình sẽ cung cấp cho nhà hàng của mình luôn. Đúng rồi, cái chim này thì mình mang đi tiệm thuốc Bắc á, này ngon lắm. Bây giờ bồ câu tiệm thuốc Bắc và tiệm ớt hiểm đúng không? Đúng rồi. Còn cái này thì không đẻ được bao nhiêu nữa, mà đẻ ra thì trứng nó bé, cái tỷ lệ mà nở ra con thì nó rất là yếu luôn.
À nhiều khi chim nó còi đúng không anh? Đúng rồi, chim tè ra nó bé nó còi lắm. Nhưng trại mình là chuẩn bị thải hết rồi. Mình nuôi mấy cái lứa mà nó bé bé thôi. Còn mấy cái chim này thì nó gọi là chim non này. Chim này thì được 2-3 tháng tuổi thôi. Nó chưa mọc cườm mấy đâu. Mà nhìn nó cũng to quá anh ha. Đúng là sữa dòng siêu thịt rồi, khác nhìn to quá. Này nó to gấp đôi cái con bocota của mình luôn. Bocota đúng không? Đúng rồi, to gấp đôi gấp 3 lần. Mà hiện nay là cái giống bocota là cũng ít người nuôi lắm đúng không anh? Này ít người lắm. Thường thường thì người ta nuôi 1-2 cặp ở nhà thôi. Và cái chim này mình nuôi hộ gia đình á. Mình nuôi 2-3 cặp là một tháng nó đẻ ra rất nhiều luôn. Thịt của nó thì nó khỏi phải chê luôn. Riêng về cái loại titan thái siêu thịt này, cái thịt của nó khi mổ ra nó màu trắng, thịt nó không bị tan đâu nha. Còn mà riêng nói về cái bồ câu mà giống titan thái siêu thịt á, gọi là bồ câu titan Trung Quốc á, là khi mổ ra thịt của nó bị đen, bị thâm, tan lắm, không ăn được luôn. Cái chim này thì mình bỏ ra đây, mình lựa con nào đẹp á thì mình mới làm giống được. Mà trước khi làm giống thì mình có làm thuốc vaccine đều cho nó luôn. Là nói chung là cái dòng chim này như mình nói là cái chim này đặc biệt có một cái hay đó là không bị bệnh đúng không? Đúng rồi. Riêng của nó chim titan thái siêu thịt á, nó chỉ kỵ nhất là con muỗi. Khi mà bị muỗi chích á là nó bị đậu thôi các bạn. Thì ở video lần sau thì mình hướng dẫn các bạn làm chữa chim bị đậu luôn. Và thường thường thì có thể nói là chim bồ câu là khoảng nó đẻ vào cái khung giờ nào anh ha? Thì như nãy mình nói rồi, cái chim titan thái hay là mấy cái loại bồ câu khác á, thường thường thì nó đẻ từ 4:30 chiều đến 6:30 tối. Thường thường thì đấy thì nó đi đẻ. Còn qua 7:00-8:00 thì nó ít đẻ lắm. Và đến khoảng thời gian đó là mình bắt đầu mình đi lượm trứng à? Đúng rồi. Cứ đến 6:30 là mình đi lượm trứng về cho bỏ vô máy ấp. Hoặc là con nào mà ấp giỏi thì mình để cho nó ấp luôn. Các bạn thấy này chim to lắm. Và có thể nói là cái kinh nghiệm ngày hôm nay mà anh chia sẻ nó cực kỳ hữu ích luôn. Nó giúp ích cho rất là nhiều người khi mà đi mua bồ câu đúng không ạ? Đúng rồi. Thì mình chia sẻ cho các bạn biết thôi chứ không có bán giống hay là gì cả. Nếu bạn không mua giống ở chỗ mình thì mua giống chỗ khác thôi. Đây là mình chia sẻ cho bà con mình biết. Có thể nói là một cái video nó cực kỳ hữu ích đúng không ạ? Đúng rồi. Thì bạn nào mà muốn có nhu cầu mua giống hay là hỏi kinh nghiệm hay là gì đó thì mình chia sẻ cho các bạn luôn. Các bạn có thể tới trại của mình luôn. Mình thì trực tiếp ở trại hướng dẫn cho các bạn nuôi. Thì trại của mình nằm ở xã E Nhôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk nhé. Bạn nào muốn tới thì cứ tới thôi. Có thể nói là ở khu vực Tây Nguyên á, trại bồ câu hình như là chỉ có trại của mình là cung cấp chim bồ câu thái siêu thịt thôi đúng không ạ? Đúng rồi. Thì khu vực Tây Nguyên là thì có một vài trại nhưng mà nó bé lắm. Nuôi với lại giống của nó là giống bồ câu Pháp á, nó màu trắng á, nuôi nó không hiệu quả mấy đâu. Còn riêng về cái bồ câu titan thái này thì nuôi khỏi phải chê luôn. Và cái thị trường của mình cung cấp thì nó bao rộng khắp cả nước không anh hả? Đúng rồi, mình cung cấp giống cho cả nước luôn nhá. Thì bây giờ các bạn mua giống của mình á thì mình có bao tiêu đầu ra cho các bạn luôn. Thì hiện tại bây giờ mình đang có hai cái nhà hàng rồi. Thì cái lượng mà một câu ra ràng đó bên mình đã thiếu các bạn. Bạn nào mà mua giống là bên mình bao tiêu đầu ra hết luôn. Có thể nói là cái hướng mà nuôi bồ câu là một cái hướng phát triển kinh tế rất là hay đúng không anh? Đúng rồi. Riêng về nuôi bồ câu á, nó hiệu quả kinh tế cao lắm. Nó không như gà đâu. Gà thì nó cũng cao đó, nhưng mà một khi nó bị dịch hay bị bệnh gì đó là nó chết hết luôn. Còn riêng với bồ câu titan thái này nó không bị bệnh nhé bạn. Nó khỏe lắm. Nó to như con gà luôn. Mà về cái chất dinh dưỡng của nó thì nó gấp 2-3 lần một con gà vậy đó. Có thể nói là ăn một con bồ câu bằng ăn hai con gà luôn. Đúng rồi. Riêng về thịt bồ câu này nó bổ lắm, các bạn chắc cũng biết rồi. Cái trọng lượng của con này thì tầm khoảng bao nhiêu anh ha? Con này thì được 8-9 lạng rồi đó. To lắm. Nhìn nó như này các bạn nhìn là biết rồi. Nó to như con gà luôn.
Thì cái video hôm nay thì mình xin kết thúc ở đây thôi. Thì hẹn các bạn ở các video tiếp theo của mình nhá. Nhớ đón xem. Các bạn nào mà thấy video của mình hay, hữu ích thì cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé.